Hello, hello, xin chào mọi người. Hôm nay đi tiệc Halloween, đi coi ma. Tiệc này họ bán chuyên về đồ cho cái ma đấy. Halloween là ghê quá. Cái lễ Halloween này thì các em chơi chơi thích lắm. Đây có nhiều biểu tượng ma quái, có anh hề, có người chết rồi, bộ xương người, đầu lâu. Ghê dã man luôn, vui trời ơi. Cái này mà tối mà treo trước nhà rất là sợ chết được. Còn bên đây thì nhẹ nhàng hơn. Bên đây thì đội giả làm những người nổi tiếng, về tóc tai đủ màu. Bên đây thì rất là nhẹ nhàng. Bên đây thì có vẻ cool hơn. Còn phía bên kia thì ghê quá. Cái lễ Halloween này nó vào ngày cuối cùng của tháng 10 hàng năm. Đi mấy năm trước mình có làm về video nó xuất phát từ đâu giờ mình không quên rồi. Hôm nay chỉ đi quay cho mọi người xem cái tiệm bán đồ thôi. Nhiều quá, nhiều ma quái, quỷ, vật người, thú người. Nói hơi tục tí xíu, tối mà lẻ này ở nhà chắc đi qua chắc vai đái. Biết năm nay mình sẽ trang điểm con gì đây? Ghê quá. Dao này, dao vết dao thôi, dao thiệt đấy ta. Dao mổ mọi người ơi. Búa mẫu. Nhìn ba mặt này ghê quá. Này tối nhìn chắc là sợ chết được. Quá gì ghê quá. Quay xa cho mọi người xem nó tối và cái này để nhà nó bay trước nhà là rất là kinh dị. Đây là bàn tay ai mua xương về nấu canh không? Tay chân xương người đây kia, mấy baby ma quỷ nữa đây, thiệt tình ghê quá. Làm đồ thứ trò. Rồi em ơi, baby ăn một nhẹ này. Đẹp quá. Đặt nó mua gì mua đi á Đặt. Bên đây thì xương đầu, đồng nâu, đầu trắng. Đẹp quá.
Nói chung là những cái thứ mà quá gì mà họ nghĩ được là họ sẽ làm ra để thu hút các em cho nó xem. Phải sợ những nhân vật này là những nhân vật trong phim đó mọi người, những nhân vật trong phim kinh dị. Wow, cái đứa này lớn dữ người ta. Đồ tèm hoa không mà lớn dữ. Bên đây thì nhẹ nhàng hơn. Bên đây thì đồ phân này, đồ nham nhở chắc chính này quá. Chắc mua cái này vàng mập quá. Cũng mắc chứ không rẻ đâu mọi người. Đẹp quá. Đây là cách trang trí ở ngoài đây, cái này là cho ngoài nhà, trước nhà đây. Con này ghê quá. Đây. Come and tell mom, come over. Go close right here. Stand right there. Just stand right there. Stand. It's okay. Yeah. Come over. Step right there. Step on it. It's okay. Step on it. Step harder. Đây đưa tay giẫm cho. Giẫm mà đi quay qua kia kìa. Quay xa nó đứng lên. Úi giời. Let's go. Try it again. It's okay, Dan. Đứng đấy. Just stand on it. It's okay. Harder. You have to put the whole thing in there. Thank you.
và dẫn mọi người đi ra. Đi coi bữa tiệc ma nhé. Đó á. Bà vô đứng chụp, ta chụp vậy. Ghê thế đó chứ. Đây đồ nhiều, bán đồ nhiều quá. Ma quái, ui trời, đây hóa trang thành những nhân vật khác nữa đây. Y tá, bác sĩ, luật cowboy. Họ tưởng tượng ra cái gì là họ làm cái đó, nó trở thành là ma quái được hết. Quá rồi, đi xuống hôn hôn, đứng gió đi, step on it. Coi thằng heo bên đây nè. Ghê quá. Cái này mới là scare loại đó. Bây giờ look creepy. Ghê quá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Chín Miền Tây nhé. Chúc mọi người ngày lễ Halloween vui vẻ, đừng có sợ ma nhiều, và nhớ đăng ký kênh xem những cái cảnh lạ lạ, những cảnh về miền sông nước, miền núi của miền Tây nước Mỹ. Cảm ơn mọi người nha. It actually is cool, right, Mom? Oh. Mom. It's creepy. Yeah. And Dad, do you think this year we should hide in the bushes and scare them? Treo trên đây nè, té. Hả? Nhà nơi cửa sổ đó đó. We should buy something to put inside. Giữa cái cửa đó. And then Dexter pokes his head. I'm savage. Dina, do we have command hook? We have those like sticky things. We don't have command hook. Nice. It's scary. Ừ, thằng này ghê quá. Thằng này còn ghê hơn nữa. Thằng này mới là ghê này, trời ơi, con quỷ.
Quỷ này mới ghê nè. thì ớn. Gắn lên hai cây đèn nữa nè. Treo nó lên cây đèn đi nè. The lights. Hết rồi hả? Đi mua thêm. Wait, if you're going to Rancho, Mom, can we go to the dollar store and get milk? Oh, yeah, mm-hmm. If we're going to Rancho, can we go to the dollar store, Mom? That's exactly what I just said. Yeah. Oh. I'm going to buy chains. Good. What? Cái định làm gì? Chó nó sủa vậy? Nó nhảy ra nó cắn bây giờ. Ma này ma đen, giờ tới ma này ma trắng rồi. Con có 10 con đó nha, 10 con. 10 con đó. Ừ, chia nó ra. Nó cơ dư á. Được 2 con thôi. Còn 8 con nữa.